Chào anh em nha. Thì hôm nay mình lên cho anh em một số dòng chim nha, từ chim biết nói, chim hót mà tới chim há avi nha. Anh em cứ phái cái dòng nào thì anh em cứ báo mình nha, thì giá cả thì mình đã báo trong clip. Địa chỉ của mình là ở ấp Tân Bắc, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre nha. Anh em có thể liên hệ mình bằng cách thì mình có để ghim số điện thoại ở trên màn hình đó, rồi mình có ghim cái để cái link Facebook ở dưới phần mô tả nha. Anh em cứ nhấp vào link và anh em cứ báo mình nha, hoặc là anh em gọi trực tiếp mình theo số điện thoại mình để trên màn hình nha. Thì đây là mấy con chim nhồng anh em. Nhồng thì anh em đã biết nó nói chuyện thế nào rồi, giá cả thì nó cũng hơi cao nha. Đây thì nhồng này là nhồng con, thì mình đã đúc từ nhỏ lớn, hiện tại nó đã tự ăn rồi anh em, nhưng mà mình lại gần nó vẫn đòi ăn nha. Thì mấy con này anh em về cứ đổ nước vô, đổ cám vô, rồi khoảng tầm 2-3 tháng nữa là nó nói chuyện nha. Hiện tại thì nó cũng đã bập bẹ nói rồi nha anh em. Đây đây nè, hiện tại mình chỉ còn 3 con nha. Đây anh em thấy không, rất là dạng nha, rất là mến chủ nha, không riêng gì mình nha, ai cũng vậy nha. Thì đây nữa nè, đây lại gần là nó đòi ăn, lại gần là đòi ăn nha. Đây, thì mình đang để cho anh em là combo chim lồng là 2 triệu nha. Đây, một con nhồng biết ăn và một cái lồng inox như thế này chỉ có 2 triệu. Anh em về nghe nói, nuôi nghe nói là hết bài nha. Hết sảy con mà 7 luôn. Rồi, đây lại là mấy con chim biết nói nữa nha. Mấy con này là mấy con vẹt nè. Anh em con số thường gọi là con két. Két ha, vẹt gì cũng là nói nha anh em. Thì mấy con này là mấy con vẹt chiền nha. Mấy con này là con vẹt cực hồng, vẹt chiền. Thì nó chưa có phân biệt rõ được chấm máy. Thì khi nào nó rớt một lớp lông này nó lên, con nào mỏ đỏ là con chấm, mỏ đen là con máy. Còn hiện tại thì con nào cũng mỏ đen nha. Thì mấy con này mình đang ra với giá là một cặp hai con là 500k nha. Đây, mấy con chiền nha anh em. Mấy dòng này biết nói cũng rất là hay nha. Rồi dưới đây thì mình còn một con sáo đen và một con sáo nâu nha. Thì con có một con này khách chốt chớp rồi nha, thì mình đã làm dấu lại rồi. Còn một con đen này và một con nâu này, combo hai con là 500k luôn nha. Với 500k anh em được hai con nha, về nó đã tự biết ăn rồi nha. Còn hai con bên đây nó chưa biết ăn nên mình chưa lên cho anh em đâu, nhiều khi gửi xa đó nó yếu anh em, mình chỉ lên cặp bên đây thôi. Rồi đây thì một số dòng chim hả avi nè. Đây là cặp cu xanh nha anh em. Cặp cu xanh rất là đẹp luôn, anh em nào có avi á thả vô rất là đẹp. Chiều cũng rất là hay nha. Thì cặp cu xanh này là 500k nha anh em. Còn có một con cu luồng lẻ. Để hôm nào mình kiếm con nữa vô sẵn cặp rồi mình lên luôn cho anh em nha. Đây một cặp cu xanh này là chỉ có 500k anh em, về hả avi là bao đẹp luôn. Thì dòng này là nó ăn trái cây với thức ăn nha. Thì mấy con này giờ mình cho ăn thức ăn, lâu lâu thì mình bỏ trái cây vô cho nó ăn thôi. Rồi bên đây mình có mấy con cu bạch tạng luôn nha. Bạch tạng là chân hồng, mỏ hồng, mắt ruby cũng có luôn nha. Mấy con này là mấy con cu Pháp nha anh em. Đi về anh em nuôi kiện cũng rất là đẹp, hoặc là anh em để làm vú nuôi nha. Thì ở đây mình đang giao lưu với giá là 200k một cặp nha anh em. Thì một cặp thì mình để một cặp riêng, thì mình đã có làm dấu hết rồi, thì mình bao cho anh em một cặp riêng là một con tống, một con máy nha. Ở đây là mấy bé manh manh Nhật nha. Đây, thì mấy dòng này hả vì nhỏ nhỏ nó vẫn đẻ nha, rất là đẹp luôn nha. Đây thì cái con trống anh em mình để ý là nó có cái má cam cam vàng vàng đó, còn mấy con bé máy á thì là nó không có cái má nha. Thì manh manh Nhật này là 300k một cặp nha, một trống và một mái nha anh em. Về nuôi có thể là nó đẻ luôn. Dòng này rất là dạng, rất là đẹp và rất là dễ thương luôn nha. Rồi dưới đây là mình còn được ba con cúc Thái. Đây cúc này bự rồi nha. Đây ba con này khả năng nó cũng ban được không rồi. Thì ba con anh em bắt hết combo là ba con là 200k cho anh em luôn nha. Đó, còn xuống dưới đây thì mình còn mấy em khuyên nè. Khuyên hôm nay nhiều quá rồi hợ bắt vào anh em. Rồi nó mình rộng nó không có, nó không có đạt á, nhiều quá nên mình rộng chuồng nhỏ nhỏ. Đây khuyên thì 50k một con, khuyên vàng nha anh em, bao đẹp bao mướt cho anh em luôn, về hả vi là hết bài luôn nha, rất là đẹp luôn nha. Rồi đây là mấy con hàng bổi cam cứng nha.
Thì hôm bữa mình cũng có lên mấy clip bán hang bổi anh em. Thì cũng được sự ủng hộ nhiều của anh em nên cái lượng mà hang bổi mình không có đủ để lên cắm cứng, nên nay còn mấy con à. Mình quay gom gom vô nha. Đấy thì này là 350 một con nha anh em. Đấy thì có con này mình còn buộc cái cánh lại nha. Đó, nhưng mà tôi rất là đẹp nha anh em. Đó, 350 bao cắm cứng, bao vật lõ cho anh em, bao lõ chả 24 giờ cho anh em luôn. Rồi con bên đây thì mình gỡ cánh ra nhưng mà chim rất là đầm nha. Anh em cần gì ủng hộ mình nha. Thì xích bên trong chút là mấy con hang chiền nè anh em. Chiền cắm cứng hết rồi, đó. Bao trống, bao cám, bao thật lõi cho anh em luôn. Thì mấy con này thì mình đã chọn lọc ra rồi. Đây. Còn về con này mỏ hót là hết bài luôn nha anh em. Đuôi thì dẫn lên trời không à. Đó, sàn cầu nè, thấy không. Con này sau này hót là quánh cái lòng 72 cho nó luôn nha. Lòng 72 phom cao nha anh em. Nó sàn cầu đuôi đó, đuôi phom lùm lên là đụng cái nóc luôn nha. Rồi bên đây nữa nha anh em. Hang chiền cắm cứng 500k. Anh em về chỉ là đổ cám, đổ nước vô cho ăn, rồi để xong lông ngồi chơi là hết bài nha. Đây, con này tướng như con voi luôn nè. Đây nha anh em, thì mấy con hang chiền này là 500k một con nha. Còn một cặp chờ bào trống má nha anh em. Thì con má là con má bổi nha. Còn con trống thì mình thấy là con má trắng đang lên lông nha anh em. Tại dòng chờ màu mình cũng không có chiên cho mấy. Đó, thì cặp này thì mình cũng mới bắt AV ra, thì AV của cách thanh lý anh em mình hốt ra. Thì anh em này, anh em về bắt về ghép AV tiếp vẫn được nha, vẫn ok nha. Hoặc anh em lên lòng nghe hót cũng được, hai con này cũng kêu xiên lắm nè. Thì cặp chống máy này là 600k, anh em về có thể ghép hoặc là mình nuôi lòng nha. Ở trong đây mình cũng còn hang chiền nữa nè. Mấy hang chiền này thì chưa cám thì chưa có 400k anh em, 400k chống và máy 200k nha. Tại vì mình tập cho lên cám rồi mình lên cho anh em về cho dễ thì cái thời gian vận chuyển đó. Chứ một số anh em không có thời gian tập á,